Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nha. Cày thật. Đây là mình à. Đây là bài đấu này. Bài đấu 6 cây em ơi. Và đây là máy của cái chủ chuẩn tệ. Ôi của đâu nó có đi à đấy. Nó lại 2 lờ công 4 như ông Sẻ hôm nay nó phả vào đầu cho. Nhảy ngược lên. Bài hiệu đã có đấy từ bài đấu này của đối thủ đoàn tệ rồi. Sẽ đang lùa hiệu luôn với mỏ vào đầu xấu. Cái gì? Đồ làm đánh cung à? Cung cụ phu, sợ cái gì? Inoan đồ bạn chắc loay hoay chuyển cung A thôi. Xem bài vợ như nào đã, rừng dừa này. Hai hiêu về đây rồi. Và như vậy Tếu vừa giải quyết sư tử. Định đớp trộm bầy hiêu này, hiêu 7 luôn. Hai nhà hiêu đều rất to rồi. Sẻ đang có chỗ đi dò đầu tiên với bài cầm Egypt. Còn phụ tuyển. Và đưa mấy con hiêu này về, hiêu sát mép bản đồ. Hành trình cũng vừa đi gỡ anh em ơi. Chúng ta cần phải thắng ở trong trận đấu này. Để tiếp tục nuôi hy vọng đi bật. Mấy con hiêu được đưa về đây rồi. Rồi, bây hiêu được đưa về luôn. Giải hết khỏi sát mép rồi. Thêm vòng nữa đi dò rừng quanh nhà khá đẹp đây. Chỉ có một vấn đề duy nhất là quả độc xấu thôi các bạn. Chúng ta đã bù lại với hàn hiêu về. Và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về chương trình chiến khách hàng tới từ nhà chợ Chim Sẻ Food. Khi anh em đặt hàng 1 kg thịt trâu các bếp tại Chim Sẻ Food với giá 600.000 đồng, các bạn sẽ được tặng ngay một gói khô bò Cuba trị giá 200.000 đồng và sẽ được free ship chân tấn của cho em nào đặt hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em nào muốn đặt hàng thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của nhóm Chim Sẻ Nắng hoặc fanpage Chim Sẻ Food ra. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây sẽ là con hiêu cuối cùng được đưa về. Có quả phụ nữa. Phải thiếu tí đồ. Đây phải hiêu đây rồi. Đâu hiêu đầu về nhà chính hết rồi anh ơi. Giờ hiêu đầu gì nữa. Sao mấy bản đồ con bực này mà kéo kín bưng luôn thì đẹp không? Đây nó không kín. BB và kín luôn. Ép đầu nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng luôn. Đếm chơi phun ra. Chỗ chấm đen này đôi voi nữa. Đây này. Bú. Không có đôi gì ở đây cả anh em ạ. Có mỏ đá thôi. Bú thì bú. Nhưng mà mình không bú đá. Bây giờ xem muốn được cái bầy hiêu này về với ép đầu không. Về đi ăn quả thôi. 2/24 đang loay hoay dò mặt 9 giờ đấy chứ, anh thủ chim sẻ không nhanh nên một quả này nó đỡ mất bây giờ. Đánh trung diệm nhá. Lên. Anh ăn đi, sẻ đủ đô thôi. Đô thoải mái lắm. 3 nhá. 8 thái tử. Bi noan. BG một chỗ duy nhất. Ây da. Và có 3 tiệm bản thầu lấy Yamato nhưng mà đi ngoài cánh kia. Ây da. Khó chịu đấy, thằng Ia này 2 lời công 4 bắt đầu đấy. Nó vừa xích được đôi voi rồi. Mệt đấy anh em ạ. Rồi thêm bấy nhiêu nữa. Đâu? Đâu? Đấy địch ăn. 2/3/24 đây là bài Kata này. BLBM. Ra lên sớm đấy. Minh Hoan đánh cung đúng không? Bài tệ hôm nay để ô bom với Minh Hoan này khó đấy. Cơ cấu chiếc bé ăn vàng. Map xấu. Rồi sẽ đánh cung thủ phù à.
Tìm chỗ thôi. Chúng ta sinh nhật sắp chưa tỉnh anh em ơi. Để xẻ chân gỗ vàng thủ B. Nhà lên sớm đấy. Thôi kéo dân về ăn vàng thôi. Cung thủ phù lên giáp. Rồi nó ra được cung tê rồi. Chưa thấy giò ý à. Ây nó sắp chém nhỉ. Ai Minh Hoan đánh cung A chắc rồi. Thành kín rồi. Bê đi. Nhưng mà chưa thấy con giò ý à đâu nhỉ. Sắp xẻ rồi. Nó chạy ra nhà anh ấy nhá. À đâu nó vẫn ở đây. Bọn nó chưa lên đời đâu, anh lên đời sớm nhất đấy, bọn nó ép xịt hết đấy. Bình tĩnh thôi. Đây, một bốn này, bắt nó đi. Ca cái gì, đánh cung thủ phù thì ca gì nữa anh em. Đây, hai công phù nhà nó luôn. Đi. Lên, ca phù. Rồi, bây giờ nó bánh xe được nhá. Đấy, đang cuộn nữa đi, được. Rồi, đang bị xe rồi, lên. À, dân đi một quần, ôm bom đi. Ví phụ công an là xong này. Đi đi. Đấy, bắt công an rồi bạn. Đập. Thêm phụ nữa lên. Kìa, nó đưa cung ra kìa, nó đưa cung ra kìa. À, dân. Rồi, vậy, ok, đập đi. Chuẩn bị của anh xe rồi, thêm dân ăn vàng. Đập. À, đập bên này, chuẩn bị máy xe rồi anh em ơi, lên. Tham lai là số là 28 đấy, đủ luôn tế ụ. Bạn ra đừng chém e đi. Ờ, tế ụ là bom bên này, kệ em đấy. Chứ không đến được, đủ Bít cam, máy xe đã có thì những nông dân. Còn đã phủ cả dân của bạn rồi, chạy được sắc có Miller. Chạy sắc có Miller, hai dân kìa. Đấy. Ờ, lên đấy. Phù lên là nó kia cứu rồi đúng không? Đây, trong gỗ đưa em sẽ kéo dân ra đập lại đây. Đây này là đập phù kìa, đây này là đập phù kìa. Phù mà. Bắn đi xẻ, bắn đi, bắn dân đi, bắn dân đi. Phù cũng mà là ngon, một con, hai con nào. Hai con vào luôn, quần luôn. Quả ấy lạc đà vào. Tắc dân kìa. Trời ơi, đập đi. Và tham lai là 29, dân đập đi kìa. Vào. Vâng, nó lại vậy. Vào tiếp. Vào đi, phù lên. Thằng Mia không có về đây cứu đâu. Rồi chơi. Mày này. Lên. Quật. Mia về cứu kìa. Quý phù gần đến rồi. Phù. À đây là chém của... Sao chém thằng Mia màu 3 này thành màu 2 này. Chém của sẻ kìa. Phù luôn. Rồi chém dân. Ok vào. Đi đứng sát vào biên là phù được. Tạm lại là 18/32 tới từ game thủ Cho Lan Tẹo. Vào, bắn nó. Con cung A phù được bắn dân đâu đây. Đúng rồi, phù tiếp đi cô. Bắn vàng, lên. Làm sao, định làm trò gì. Phù. Phù thế không được. À đây được rồi. Cái thế. Tiếp tục, đưa hết phù lên. Ôi ôi, chém dần đi, thằng kia nó đến kìa. À đây là phù của xẻ, xin lỗi kìa. Đây là phù của xẻ kìa mày, lên. Con này, định làm trò gì. Không, chém phù của dân rồi. Chém nó kè vào là xong đây các người, lên. Xe ở trong cũng được, phù. À, quên giúp em đâu, đi vào phù của đi. Dạ, phụ đi kìa, phụ đi kìa. Có mấy con rồi, phụ đi. Nhiều tay lên. Phụ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cung ngà là xong. Mình thấy có một con đổi màu này. Phụ đi. Hai con rồi. Tiếp tục. Vào. Mày đỡ hộ cái. Tạm lại 19 đến từ cái phụ trẻ đáng rồi. Phụ đi. Phụ kìa. Anh em ơi, đưa phụ lên đi. Đúng phụ từ đây. Chết rồi. Chắc chắn chết rồi. Chúng mày chết. Mày thì cũng ngà với cả chúng tôi à. Thằng kia bơm đồ nữa đi. Bơm nhiều vào.
Sau hết qua đây vụ ớt cho Tham 20 dành cho đủ chim sẻ đáng và game thủ Jonathan cũng đang công bay nhà Minh Hoàng các bạn. Vô ôi rồi ôi, ba cũng ra kìa. Vẫn phải là phù thôi anh em ạ. Thế chứ để này không phù được con cung à nào. Nó lại chốt lại nhà thế nhá. Thêm phù lên đi, nó vẫn nở cung, nó nhận đồ bơm, nó nở cung ra đây này. Và tham lai 19, Tếu bên này tham lai là 16, lại phải đưa vào đây, nó bo lại rồi. Tiếp tục đưa con lên đi. Xong con ra đây, xong con ra đây. Và bên kia là Mia nãy giờ không ai động gì đến nó đâu đấy. Nó ngồi, nó bơm rồi, tắt tà le rồi cho bị mất cửa rồi. Đây, đang phù đang đến rồi. Phù lên, phù tiếp lên, nhiều tay lên. Một con qua là được. Và nó chết. Đi đâu cái. Mày đứng lại. Vào. Mày cung gà này, thằng kia bơm đồ nữa đi. Và đây là chim sẻ. Tiếp tục chim nhà đội bạn. Nào, mày sóc nữa ra. Tao phù bằng sạch. Này, sóc cung gà với chúng tôi này. Và tại sao chúng chạy về nhà của ba để à, nhà thầu để đóng ma nhỉ anh em nhỉ. Đâu, phù đâu. Cái gì hả thầu? Anh phù dân của em luôn. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Nó lại chạy rồi anh em ạ. Tham lai 27-44 và thế trận bắt đầu có một chút gọi là khởi sắc anh em ạ. Vâng, tham đèn rồi. Đây, anh Tê cũng quen hết chỗ này với ở nhà ra dân ra ruộng và sắp chuẩn bị sắp chém đi. Vâng, quýt thì còn 4 dân thôi. Bây giờ sẽ cộng bốt nhà anh em và tôi là sao? Được chưa anh em? Mày nở tiếp không ai ra. Mày chạy ra về đây. Mày chạy ra về đây. Không phù được, cay ghê. Biết ngay là nó sẽ chạy về đây mà. Nó sẽ chạy về đây để đóng hai bên này thôi. Còn bên chém Bia đang chạy nhà nhá. Bắt này. Ở đây nhà Yamato màu 3 anh em ơi. Chúng ta sẽ phải cướp nốt được cái góc này nữa. Không ăn gì cả. Tầm này không ăn gì hết rồi. Không ăn uống gì nữa, tầm này chỉ đi cướp đủ thôi. Vâng, tham lai là 32 đấy, cũng chia sẻ. Bây giờ điều quan trọng nhất là các quýt đã đóng mà ở đâu. Thế thôi anh em ạ. Xem là cướp xuống nhà Yamato. Ở giữa hai nhà có cái gì chạy kia? À đó là con xe giò gì đó. Không quan tâm. Tôi đang nhìn bản của con để cướp màu 3 để chém vào nhà chúng ta anh em ạ. Rồi chắc cặp kích còn mỗi góc 12 giờ để giúp lên rồi đấy. Còn mỗi góc 12 giờ giúp lên thôi. Bộ ba này thì đây, dân đây. Chỉ ăn cái bơm bụng thôi. Không có vẹo gì cả. Đó, nhà được bạn, mày ra đây. Rồi. Đây rồi. Map đấu xấu thế à rồi. Mày qua vẫn thắng trận đấu này. Và tỷ số là 3-2 ở trong xe đấu 3. Hành trình của những người đi gỡ đến rồi các cụ ơi. Và 1-2 VC. Bài Minh Hoàng đẹp.